Đường từ công ty về nè. Đẹp không? Hai bên hang hai cây phượng nha. Hai cây phượng. Ngày mùa nó bông rồi đẹp. Cái này là hàng hai cái hàng hai hàng cây cây này hôi lắm nha các bạn. This beauty is smell very lovely. Cây hoa sữa, cây này nó có cái mùi rất khó chịu nha, ngửi mùi nó nặng, nồng nặc quá. Đẹp không? Đây có đường ở trong khu công nghiệp nhé. Đường đi về. Nay thứ bảy mình làm được có nửa ngày thôi.
đó, rồi nhồi cho nhau nghe. Mình chắc cũng được. Xong.
mới ngâm nè, ngâm chừng còn một tuần hai tuần là ra nước, bộ đá vô uống nè, nhức nách. Chưa cũng được nhiều lắm, còn tới 3 bịch nữa mới có 1 ký được, nhưng mới còn 1 ký à, 1 ký đang đẹp kìa. Đúng rồi, nó mát đó. Nó có ánh nắng nhưng mà nó mát, để với cái cây này hợp lý luôn. Cái măng nè, mua cái bàn, cà phê nhỏ nhỏ. Đây. Buồn thì thế.
nằm cái ghế mà ngồi đi đó. Rồi đắp lên sắp lắm. Ăn bánh chưng ngon. Bây giờ này giờ lên máu đâu chứ anh. Không tém mấy cái từ anh sẽ lấy cái dây em nẹt vô từ luôn cho lên cao. Tốt không? Ừ. Nó cái lồng mà. Bồn đẹp lắm á. Không. Tại vì anh nẹp vô để anh sẽ nó to lên trên đó. Lúc lên cao nữa anh bắt cái gì hàng năm bên đây. Có bao nhiêu mấy hả? Bông bông mũi khác. Cái bông kia nó không ra rồi á. Cái cây kia nó không ra rồi. Vậy bữa nào rảnh anh làm cái cây cột dìa kém á. Cột chung lên để cho nó lên ra chặt. Là cái máy luôn. Bông không? Giờ bữa anh mua mấy cây anh to cái chậu lấy chậu nhà lưu vậy anh cho lên trên gác nó bị tính mát nóng trên nó buổi chiều nóng buổi chiều ha nóng chiều nóng sao quên nóng sáng bố mình làm cái gì ngon chất lượng luôn ngon ngon hết lên em là con gì con kia phục vụ á. Thương nhà dưỡng, nhà dưỡng. Ừ. Quay phim mà ăn là dĩa dĩa tô tô rồi. Cái là ổn mà. Có cái đủ ăn ba ngồi cũng hết. Người ta vô là người ta chào 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 anh chị em cô chú gì á không chào gì trơn á con Việt Nam còn ngày hàng quá ở nước ngoài bên nước ngoài có tự nhiên rồi không tôi đem nước ngoài con nước ngoài không thấy không biết luôn hả bởi mai anh ra ngoài ngân hàng em nói là cho em có thẻ đặt thẻ cái số tài khoản đó luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nó đang nổi tiếng thì đương nhiên nhiều người coi, người đang coi cái còn thấy nó nhào vô quảng cáo rồi. Nó quảng cáo tiền đó. Đó thì người ta sẽ ăn kia đó con, thằng chủ đó. Da-d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 a